Giờ xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Hiếu Xe Đạp Nhật Bản nha các bạn. Rồi hôm nay em lại về một em xe rất đẹp các bạn ơi. Em này là nhập khẩu châu Âu nha các bạn ơi. Rất đẹp các bạn. Xe này tình trạng mới phải trên 99% nha các bạn. Xe này giống như là thiếu một cái thùng để đựng vô thôi các bạn ơi. Xe rất đẹp. Thương hiệu là Chiban nha các bạn. Đây, một chiếc xe thương hiệu Chiban RC520 nha các bạn ơi. Đó. Thì nguồn gốc xuất xứ của xe này là ở Phần Lan nha các bạn. Đó. Làm ở Phần Lan và xuất qua Pháp nha các bạn ơi. Đó. Nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu nha các bạn ơi. Chiếc xe rất đẹp các bạn. Đó. Rồi em sẽ vô cấu hình chi tiết chiếc xe luôn các bạn ơi. Đây. Đây là một bộ tay lắc Shimano 105. Cái tay lắc này là bằng carbon nha các bạn ơi, chất liệu carbon nha. Đó, bộ tay lắc Shimano 105. Đây, cái tay nắm nè, tay nắm rất đẹp các bạn. Tay quấn nè. Đó, gần như mới luôn các bạn ơi. Nó là mới luôn rồi các bạn ơi. Rất ít sử dụng các bạn. Xe này giống như là chân thôi. Đó. Công tăng nè. Đó. Công tăng chén cổ, hàng của châu Âu làm nhìn đã lắm các bạn ơi. À, khung này là khung nhôm nha các bạn, càng carbon. Đó, bộ tay lắc carbon 105 và cái cặp bánh carbon nha các bạn ơi. Đó, thương hiệu Chiban nha các bạn, Chiban. Đó, thương hiệu này của Phần Lan nữa các bạn ơi. Đây. Design Phần Lan nha các bạn, xuất qua Pháp nha các bạn. Đó, xe rất đẹp các bạn. Đó, size S, size này là size 50-54 nha. Size S theo tiêu chuẩn của người phương Tây nha các bạn. Size 50-54 này, cái này là trên 1m7, được 1m68, 1m78 chạy rất là đẹp các bạn. Đó, chiếc xe rất đẹp nha. Thì xe này trang bị là hai cái thắng dầu nha các bạn. Rồi em sẽ đi từ từ nè các bạn ơi. Đó, đây là một cái càn carbon nha các bạn. Đó. Đây cặp bánh Chiban Rotec nha các bạn. Cả cặp liền cũng là Chiban luôn các bạn ơi. Bánh là 728C. Đó, cái bánh nó rất đẹp, không có dấu hiệu của chạy luôn các bạn ơi. Xe giống như nó để nó chân ở nhà các bạn. Đó, tâm inox sơn tĩnh điện màu đen nha. Đùm nè. Rất đẹp các bạn, đùm Chiban, có mở nhanh luôn. Đây là một bộ thắng của em đó. Cái dĩa thắng nè, cái dĩa thắng là không có mòn tí nào luôn các bạn. TRB nha các bạn, cái dĩa thắng TRB, thương hiệu rất nổi tiếng các bạn. Đây, cái con heo thắng cũng TRB luôn các bạn ơi. Con heo thắng này, heo thắng dầu nha các bạn. Đó, OIL nha các bạn, heo thắng dầu, rất đẹp các bạn ơi. Đó, một chiếc xe châu Âu nha các bạn. Đó, rất đẹp các bạn. Đó. Đây cái gọng nước zin theo xe mang về. Đó. Đây. Cái dầu dĩa Shimano cốt rỗng nha các bạn ơi. Đây, dầu dĩa Shimano cốt rỗng bạc đạn các bạn. Bánh trước cũng là bạc đạn luôn các bạn ơi. Đó, bạn coi cái dĩa của em nó nè, cái dĩa nó khỏi chơi luôn. Đây, thông số của em nó đây. Đó, đây có số khung của em nó để dưới đây luôn nha các bạn. Đó, bê đàn này, bê đàn zin theo xe rất đẹp các bạn. Bánh sau nè, bánh sau cũng là Chiban Rotec luôn nha các bạn, cái niền carbon của Chiban luôn các bạn ơi. Đó, cái bánh nè, cái bánh còn cái đường rân ở giữa là các bạn biết là không có chạy luôn á các bạn ơi. Đó, em sẽ quay từ chiếc xe này phải gọi là không tì vết luôn các bạn. Đó, con heo thắng sau nữa nè, rất đẹp các bạn. Đó, OIL là thắng dầu nha. TRB, cái dĩa cũng là TRB luôn các bạn ơi. Vỏ sau 728C, rất đẹp các bạn ơi. Đó. Cái đèn nè, đèn này là đèn sạc nha các bạn. Cái đèn này là đèn sạc. Đó, rất sáng luôn các bạn. Ba chế độ nè. Cốt yên nhôm. Khóa yên nè,
thì xe của châu Âu khóa yên là không có quá nhanh nha các bạn. Đó, yên nè các bạn ơi. Đó, yên này. Đó. Yên rất đẹp các bạn. Yên yên theo xe. Yên này như chưa ngồi các bạn ơi. Ngồi được vài lần. Đó, yên rất đẹp nha. Rồi. Đó. Tổng quan con xe rất đẹp. Em sẽ quay mặt bên kia cho các bạn xem. Đây các bạn ơi. Đây là mặt clip của chiếc xe nha các bạn. Yên nè. Between nha các bạn. Between nha các bạn ơi. Đó, tên công ty. Đó, sản xuất ra chiếc xe này các bạn. Một chiếc xe đến từ châu Âu nha các bạn ơi. Đây cái tay lắc bên đây cũng là carbon luôn các bạn ơi. Tay lắc carbon Shimano 105 nha các bạn. Đó. Đây, cái bao tay cầm nè. Như mới luôn. Đó. Cái càng bên đây. Đó, cái càng bên đây có một vết các bạn ơi. Đó, một vết xước nhẹ. Dấu kim thôi các bạn. Đó, rất đẹp các bạn. Mở nhanh nè. Đó, phản quang bánh nè. Đó, chiếc xe. Chiếc xe nhìn ghiền luôn các bạn. Màu xanh là rất đẹp các bạn. Màu xanh nhám. Chiban. Đó, tem chìm đây. Đó. Cái khung của em này là khung ngang. Và cái xéo xuống cũng ngang. Ở trên cũng ngang luôn các bạn ơi. Đó, chiếc xe này sẽ xe S. Đó, tiêu chuẩn của nước ngoài, tiêu chuẩn của châu Âu. Đó, tại vì người châu Âu người cao lớn thôi, xe S là hợp với những người châu Âu mà có chiều cao thì thấp á. Thấp của bên châu Âu là bên mình là tầm 1m7 trở lên rồi các bạn ơi. Chiban Rotec đó, vỏ sau nè. Đó, rồi em sẽ quay tới bộ clip nha các bạn. Thì em này sẽ đi với một bộ truyền động là 11 clip nha các bạn, 11 clip Shimano R7000 nha các bạn. Đây, các bạn nhìn những mắt clip đây. Rất mới luôn các bạn ơi. Clip cực kỳ mới luôn. Shimano R7000. Đây, cộng dây sơn zin theo xe. Em chưa chà rửa cộng dây sơn luôn các bạn ơi. Đó, cộng dây sơn mà chà rửa ra cái sáng trưng luôn. Đây. Một bộ cùi đề Shimano 105 R7000. Rất đẹp các bạn ơi. Đó. Đây, cái tay dài nè. Đó. Rất đẹp nha, cao cấp nha các bạn. Đó. Thì cái bộ rúp của em này đều là made in Japan nha các bạn ơi. Nó có khắc ở trong nè, có khắc ở trong là made in Japan nha các bạn. Đây, chuyển dĩa Shimano 105 R7000. Đó. Nhìn những con ốc này các bạn, cực kỳ mới, xe cực kỳ chất lượng luôn các bạn. Dò dĩa nè, Shimano 11S50 34MS nha các bạn. Đó, giờ dĩa nè. Pedal zin theo xe. Đó. Rồi em sẽ quay thử một vòng cho các bạn xem cái cối nổ của nó với lại chớn của em đó nha. Rồi em sẽ đạp thử thẳng xuống nha. Đó. Đó, chớn cực kỳ luôn nha các bạn. Đó. Chớn đi cực kỳ luôn nha các bạn. Cối nổ cũng rất là lớn nha các bạn và rất là giòn nha các bạn ơi. Đó. Đây. Đó, có nổ rất đã các bạn ơi. Tổng quan một con xe Shiban nhập khẩu châu Âu nha các bạn. Đó. Em thắng lại các bạn ơi. Đó. Có nổ rất là giòn luôn các bạn ơi. Xịn sò. Cái bộ rúp của em này rất là xịn sò các bạn ơi. Thì em này tầm giá 20 mấy triệu các bạn ơi. Đó, 20 mấy triệu nha các bạn. Các bạn quan tâm thì cứ alo cho em. Đó. Trên 20 triệu nha các bạn ơi. Thì tầm giá này thì em này là số 1 của phân khúc luôn rồi các bạn. Không em nào chạy qua luôn các bạn ơi. Không không chiếc xe nào chạy qua luôn. Tầm giá này là em này là số 1 nha. Đó. Các bạn có thể tìm hiểu nha các bạn. Tầm giá này là em Shiban RC520 này là số 1. Đi một bộ Shimano 105 R7000 quá chất lượng các bạn. Đó. Xe này từ 1m68 trở lên tới 1m78 là chạy rất đẹp các bạn. Đó, các bạn quan tâm cứ alo cho em 0975158377. Em ở Sài Gòn nha các bạn ơi. Xin nhắc lại số điện thoại em 0975158377, đó cũng là số Zalo luôn. Các bạn có quan tâm em xe này thì cứ alo trực tiếp cho em hoặc kết bạn Zalo cho em nha. Đó. Em xe đến từ châu Âu nha các bạn.
Rồi bây giờ em xin kính chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn những video clip sau. Xin chào.